Sợ Nga chiếm mất Bắc Cực, NATO phải tăng cường hiện diện quân sự ở vùng đất lạnh giá này. Các bạn thân mến, Bắc Cực được coi là vùng đất lạnh lẽo nhất, thế nhưng hiện nay lại là điểm nóng quân sự trước sự tranh giành của các cường quốc. Trong một diễn biến mới nhất, quan chức đứng đầu NATO đã cảnh báo, lộ trình ngắn nhất để tên lửa và máy bay ném bom Nga tới được Bắc Mỹ là đi qua Bắc Cực. Sự gia tăng lợi ích của các quốc gia trong khu vực được mệnh danh là cuộc tranh giành Bắc Cực hay là chiến tranh lạnh mới theo nghĩa giật gân hơn, bởi vì Nga và Mỹ là những người chơi lớn. Nhưng bất chấp những lợi ích mà khu vực mang lại, liệu Bắc Băng Dương có thực sự thuộc sở hữu của bất kỳ ai không? Và tại sao nhiều quốc gia muốn được chia quyền lợi tại một nơi có cảnh quan nổi bật chỉ là hàng trăm tảng băng trôi nổi và những con gấu Bắc Cực? Câu trả lời chính xác là phương Tây lo ngại Nga tăng cường hiện diện quân sự ở đây, còn Trung Quốc lại quan tâm hơn đến khu vực này trong những năm qua. Vì lẽ đó, Bắc Cực có thể trở thành mặt trận đối đầu mới giữa Nga và NATO trong bối cảnh Nga giành lợi thế lớn ở chiến trường Ukraine. Nếu châu Á có Biển Đông chưa bao giờ lặng sóng bởi mỗi quốc gia đều khẳng định sự hiện diện, thì nơi lạnh giá nhất trái đất cũng không khác gì miếng bánh ngon để các cường quốc nhảy vào xâu xé. Liên minh quân sự phương Tây đã đầu tư mạnh vào máy bay tuần tra để có cái nhìn toàn cảnh về những diễn biến ở cực Bắc. Trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, Bắc Cực mang tầm quan trọng chiến lược đối với NATO nên chúng tôi cần tăng cường hiện diện ở đây. NATO sẽ đầu tư nâng cao năng lực hàng không và hàng hải mới, tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn nữa, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự. Hồi tháng 3, NATO đã tổ chức cuộc tập trận phản ứng lạnh ở Na Uy với sự tham gia của quân đội 27 nước. Đây là cuộc tập trận lớn nhất của NATO ở Bắc Cực kể từ những năm 1980. Nhìn vào bản đồ để thấy, có 8 quốc gia xung quanh Bắc Cực, bao gồm Mỹ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga và Thụy Điển, đang tranh giành quyền sở hữu vùng biển đóng băng lạnh giá này. Từ lâu, Mỹ đã xem Bắc Cực là địa điểm cạnh tranh mới giữa họ với Nga và Trung Quốc. Mặc dù gia tăng các cuộc tập trận ở đây, song Na Uy, Đức, Mỹ hay các quốc gia thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương chưa thể hiện diện quân sự lâu dài tại khu vực này. Trong khi đó, quân đội Nga đã đi trước các nước tới cả thập kỷ. Nga, nước có phần đất liền phía đông, chỉ cách bờ biển Alaska 88 km qua eo biển Bering, trong nhiều năm đã ưu tiên mở rộng sự hiện diện ở Bắc Cực bằng cách sửa chữa lại các sân bay, mở hàng trăm cơ sở quân sự mới cũng như tái vận hành cơ sở cũ từ thời Liên Xô, trong đó có các sân bay và cảng nước sâu. Nga cũng sử dụng khu vực này làm nơi thử nghiệm nhiều hệ thống vũ khí mới và tối tân của họ, trong đó có tên lửa siêu thanh. Tổng thống Putin đã đưa ra một chiến lược hải quân cam kết bảo vệ vùng biển Bắc Cực bằng mọi cách, bao gồm tăng cường hoạt động xung quanh quần đảo Svalbard của Na Uy, nơi mà người ta hay gọi là thủ đô của Bắc Cực, và trang bị các hệ thống tên lửa Zircon siêu thanh cho hạm đội phương Bắc. Nga tiết lộ kế hoạch về một tàu tuần dương mang tên lửa chiến lược mới cho các hoạt động ở Bắc Cực. Khả năng của Nga trong việc phá vỡ quân tiếp viện của đồng minh trên khắp Bắc Đại Tây Dương là một thách thức chiến lược đối với NATO. Họ đánh giá, thế quân sự của Nga mang tính tiến công hơn là phòng ngự. Hệ thống tên lửa thông thường, hạt nhân và lưỡng dụng của Nga từ đây có thể ngắm bắn cả lục địa Mỹ và đồng minh của họ. Tại các căn cứ của mình ở vùng Bắc Cực, Nga đang xây dựng 5 sân bay, cung cấp không gian địa lý, mở rộng cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân siêu thanh Kinjal. Và năm 2019, Nga nối lại hoạt động tuần tra bầu trời vùng Bắc Cực bằng các máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31BM. Tên lửa Kinjal sẽ được đặt trên tiêm kích MiG-31, đặc biệt là MiG-3K. Các đợt triển khai MiG-31 trước đây có thể được xem là thiên về phòng ngự để răn đe các cuộc tấn công bằng đường hàng không vũ trụ và không phận của Nga ở vùng Bắc Cực. Còn đợt triển khai MiG-31 mới ở đây biến các cơ sở của Nga thành một căn cứ phóng hạt nhân phủ đầu. Việc Nga triển khai thiết bị hạt nhân ở Bắc Cực cũng cho thấy Moscow đang chuẩn bị cho một kịch bản xung đột khu vực tiềm tàng khi họ lựa chọn thế tiến công, đánh phủ đầu trước. Nga làm vậy vì 3 lý do như sau. Thứ nhất, họ muốn tăng cường an ninh nội địa thông qua việc củng cố tuyến phòng ngự tiền duyên trước các sự xâm nhập của nước ngoài theo hoạt động thương mại quốc tế gia tăng ở khu vực Bắc Cực. Sự gia tăng các cuộc tập trận của NATO gần đây cũng là nguyên nhân gây lo ngại. Các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn khác của liên minh cũng là lý do. Thứ hai, lực lượng tiền duyên sẽ giúp Nga đảm bảo an ninh cho hoạt động đầu tư kinh tế của họ. Thứ ba, điều này sẽ tạo ra bàn đạp để phóng chiếu sức mạnh của nước Nga, chủ yếu là vào Bắc Đại Tây Dương. Con át chủ bài của Nga ở đây là 77 tàu phá băng đang hoạt động, trong đó bao gồm 6 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân.
binh lính Nga có thể di chuyển tự do ở Bắc Cực. Dự kiến, số lượng tàu phá băng của Nga sẽ vượt qua con số 100 vào năm 2030. Đặc biệt, khi Moscow đưa tàu lớp Akita mới có khả năng xuyên qua 3 mét băng đi vào hoạt động. Ngoài ra, Điện Kremlin đang tài trợ cho dự án xây dựng căn cứ không quân nổi ở Bắc Băng Dương. Với giá là 100 triệu euro, rẻ hơn 8 lần so với việc đóng một con tàu phá băng, căn cứ nổi này trở thành tiền đồn bảo vệ các công trình quân sự của Nga ở Bắc Cực. Moscow có thể quan ngại hành động đối đầu của Washington, nhưng chính Nga mới là một nước có khả năng hành động cao nhất tại đây. Thưa các bạn, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump gây chú ý với cộng đồng quốc tế khi ngỏ ý muốn mua lại hòn đảo Greenland của Đan Mạch nằm ở rìa Bắc Băng Dương. Mặc dù lời đề nghị này đã bị từ chối, nhưng nhiều người thắc mắc điều gì ẩn sau động thái chưa từng có như vậy và liệu nó có liên quan gì đến mối quan tâm ngày càng tăng của Mỹ trong việc sở hữu một phần diện tích Bắc Cực hay không. Dù là khu vực có khí hậu vô cùng khắc nghiệt, nhưng Bắc Cực luôn hấp dẫn nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ do nguồn tài nguyên phong phú mà còn do các tuyến đường vận tải biển tiềm năng mà nó mang lại. Với khí hậu ấm lên, băng trong khu vực đang thu hẹp, các nguồn cá có giá trị di chuyển về phía Bắc, trong khi các khoáng sản quý hiếm và trữ lượng nhiên liệu hóa thạch đáng kể của Bắc Cực đang trở thành mục tiêu thăm dò ngày càng tăng. Bắc Cực sở hữu trữ lượng dầu khí khổng lồ. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ ước tính, đáy biển Bắc Băng Dương chứa khoảng 90 tỷ thùng dầu, chiếm 13% lượng dầu mỏ dự trữ của thế giới, và ước tính 30% lượng khí đốt tự nhiên chưa khai thác của hành tinh. Một thế kỷ trước, lượng tài nguyên khoáng sản khổng lồ nói trên không dễ tiếp cận vì chúng ta thiếu công nghệ để khai thác. Các quốc gia chỉ giới hạn việc thăm dò và khám phá vùng nước dọc theo bờ biển của họ, trong khi các khu vực đại dương xa xôi không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Nhưng với tiến bộ kỹ thuật lớn trong những thập kỷ gần đây, các vùng biển xa xôi ở Bắc Cực ngày càng dễ tiếp cận. Điều này buộc các nhà lập pháp quốc tế phải thay đổi và mở rộng định nghĩa về nơi các quốc gia có thể thăm dò và khai thác tài nguyên hợp pháp. Do ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu, những khối băng khổng lồ ở Bắc Cực đang tan chảy nhanh chóng. Điều này khiến các quốc gia lân cận hy vọng hình thành những tuyến đường hàng hải mới trong khu vực, rút ngắn đáng kể cự ly và thời gian vận chuyển so với các tuyến vận tải trên biển hiện nay qua kênh đào Suez hay Panama. Các chuyên gia dự đoán, đến cuối thế kỷ 21, giao thông hàng hải tại Bắc Băng Dương sẽ gặp thuận lợi ít nhất là vào 4 tháng mùa hè. Tới năm 2030, tuyến giao thông vùng biển Bắc Cực sẽ được thông thương khoảng 9 tháng một năm, giúp cắt ngắn thời gian di chuyển giữa châu Âu và Đông Á khoảng 60% so với tuyến đường hiện tại. Tổng thư ký NATO Stoltenberg cũng lưu ý, Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào Bắc Cực và hiện vùng này ngày càng quan trọng đối với hoạt động hàng hải do thời tiết thay đổi và trái đất nóng dần lên gây ra tình trạng tan băng. Trung Quốc đã tự phong là một quốc gia cận Bắc Cực, dù ở cách xa những 3.000 km. Họ không tham gia vào các hoạt động quân sự ở đây, nhưng nước này lại xác định rõ những lợi ích kinh tế. Bắc Kinh đề xuất bắt tay với Moscow về con đường tơ lụa trên băng, kết nối với sáng kiến cơ sở hạ tầng, vành đai và con đường trải rộng từ châu Á sang châu Âu. Kế hoạch này gồm đóng đội tàu phá băng lớn nhất, cho phép mở các tuyến đường vận chuyển mới trên biển để khai thác nguồn khoáng sản mà ngành công nghiệp Trung Quốc đang cần. Các tuyến vận tải biển Bắc Cực cũng có thể giảm thời gian vận tải khoảng 30% so với các lộ trình hiện nay từ Ấn Độ Dương qua kênh đào Suez. Năm 2022, Trung Quốc dự kiến sẽ phóng vệ tinh đầu tiên giám sát các lộ trình vận tải biển Bắc Cực. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng sẽ thực hiện các dự án đóng tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trung Quốc cũng đặt ra tầm nhìn về một Bắc Cực giàu nguồn tài nguyên. Họ đang tìm cách có được quyền khai thác đất hiếm ở vùng lãnh thổ Greenland của Đan Mạch, nơi đứng thứ 7 thế giới về trữ lượng khoáng sản có giá trị chiến lược này. Chúng ta nhận ra rằng, quốc gia nằm cách xa Bắc Cực như Trung Quốc ngày càng quan tâm đến khu vực đó. Trung Quốc sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia Bắc Cực, nhưng họ có tiền. Họ sẽ sử dụng sức mạnh mềm đó để tạo ra các doanh nghiệp liên doanh với các quốc gia Bắc Cực và nhiều biện pháp khác để tiếp cận khu vực này. Một câu hỏi lớn là liệu 8 quốc gia xung quanh Bắc Cực có phối hợp với nhau để tránh bị các quốc gia bên ngoài lợi dụng khai thác tài nguyên hay không? Nga đã nói rõ rằng họ có ý định kiểm soát tuyến đường biển phương Bắc ngoài khơi bờ biển phía Bắc, một tuyến đường rút ngắn đáng kể khoảng cách vận chuyển giữa Trung Quốc và Bắc Âu. Thế nhưng quả thật, chỉ có người Nga mới có thể triển khai ở bất cứ đâu tại Bắc Cực trong vòng từ 48 đến 72 giờ, thậm chí còn giảm xuống 24 giờ vào năm 2030.
Sở dĩ người Nga chịu được cái lạnh thấu xương ở Bắc Cực bởi có lẽ họ đã quen với nhiệt độ cực thấp ở một số khu vực của lục địa Siberia. Nếu quân đội đóng quân được ở Siberia có nhiệt độ xuống tới âm 70 độ C, thì đương nhiên họ sẽ hoạt động được ở Bắc Cực, nơi có nhiệt độ khoảng âm 30 độ C. Thậm chí, một lữ đoàn của Nga đã nhảy dù xuống Bắc Cực, một chiến công vượt xa tầm với các quân đội của nước khác. Trọng tâm những năm gần đây là mở rộng các kênh ngoại giao, hợp tác thông qua Hội đồng Bắc Cực. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị tạm dừng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Vì vậy, giới chuyên gia cho rằng, căng thẳng giữa NATO và Ukraine ở khu vực Bắc Cực có thể leo thang trong thời gian tới. Minh chứng là vào ngày 27 tháng 8, Mỹ cho biết sẽ chỉ định một đặc sứ lưu động cho vùng Bắc Cực, phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng về chiến lược và thương mại của Bắc Cực. Là một trong 8 quốc gia có lãnh thổ ở Bắc Cực, Mỹ từ lâu đã cam kết bảo vệ các quyền lợi an ninh quốc gia và kinh tế tại khu vực, đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu, xây dựng sự phát triển bền vững và đầu tư quảng bá hợp tác với các nước thuộc Bắc Cực, các đồng minh và đối tác. Ở Nam Cực, một số nước, trong đó có Mỹ, Liên Xô trước đây, Nhật Bản và Anh đã từng tìm cách ngăn chặn bất đồng quốc tế bằng một hiệp ước vào năm 1959, theo đó cam kết sử dụng vùng cực vì mục đích hòa bình và đóng băng các tuyên bố lãnh thổ. Tuy nhiên, khác với Nam Cực, tình hình ở Bắc Cực ngày càng phức tạp hơn. Các vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của nhiều nước đang mở rộng hơn vào vòng Bắc Cực. Hội đồng Bắc Cực là nơi để các nước thảo luận khả năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Nhưng cuộc chiến về lợi ích quốc gia và tranh giành ảnh hưởng sẽ luôn diễn ra ở hậu trường và các quy tắc tương tự như ở Nam Cực sẽ khó có thể đạt được ở vùng cực phía Bắc của trái đất. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!